Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi Trang Địa Phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Chương trình Trang Địa Phương ngày 25 tháng 9 năm 2019 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường. Hội nghị Ủy ban Nhân dân huyện tháng 9 năm 2019. Lễ khánh thành công trình trường tiểu học xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc. Hội nghị quán triệt triển khai luật phòng chống tham nhũng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019. Cuối chương trình là phóng sự Mỹ Hòa nỗ lực về đích nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 9, Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường, xem xét và quyết nghị chủ trương về kế hoạch đầu tư công năm 2019, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có ông Bùi Văn Tinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Đinh Anh Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại kỳ họp, đại biểu đã xem xét thảo luận vào nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết đầu tư công năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng thời, biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết đầu tư công năm 2019 với tổng số tiền 95 tỷ đồng, gồm xây dựng hạ tầng khu dân cư mới thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, xây dựng trụ sở làm việc, các hội đặc thù và hội trường huyện ủy. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện đối với bà Bùi Minh Hồng, Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện, nguyên trưởng phòng văn hóa thông tin huyện, do được điều động chuyển công tác, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Sơn Tùng, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện. Bế mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng thời, chúc mừng ông Đinh Sơn Tùng đã được Hội đồng Nhân dân huyện bầu vào Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện khóa 19. Đề nghị các đại biểu, các ngành thông tin kịp thời đến cử tri và tăng cường giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tháng 9 năm 2019 nhằm đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, với sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020 đến thời điểm này, huyện Tân Lạc đã hoàn thành 14 trên 17 chỉ tiêu. Trong đó có một số chỉ tiêu vượt cao so với nghị quyết đại hội. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 3 chỉ tiêu ước thực hiện chưa đạt so với chỉ tiêu nghị quyết của đại hội, bao gồm chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất ước đạt 13,87%, nghị quyết đại hội là 20%. Chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan, trường học đạt văn hóa là 98%, nghị quyết đại hội là 100%. Xã về đích nông thôn mới ước đạt 31,1%, tương ứng với 7 xã. Chỉ tiêu nghị quyết là 40%, tương ứng là 9 xã. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm, năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt tiến độ so với kế hoạch giao. Qua đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2019 và nghị quyết đại hội, các đại biểu đã tập trung những mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện. Trong đó, xác định 6 nhóm giải pháp quan trọng về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quản lý chính quyền, nhóm giải pháp các tổ chức chính trị, xã hội và nhóm giải pháp về lĩnh vực quốc phòng, quân sự, địa phương, an ninh trật tự, an ninh quốc phòng. Đánh giá về tiến độ thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan trực tiếp có liên quan, thời gian qua đã tham mưu, thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo tiến độ kế hoạch. Cũng tại hội nghị, đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào phương án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Khến đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phụ trách, giao phòng tài chính, tham mưu thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện nhằm đánh giá sự chấp hành các quy định của nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung một số hạng mục trong quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Khến đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi, phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 năm 2019, huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ khánh thành đưa công trình trường tiểu học xã Phú Vinh vào sử dụng. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến dự. Công trình trường tiểu học xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc do công ty cáp và hệ thống điện Bù Hàm, văn phòng Viêu Nam của Chai Phan Hàn Quốc và Chai Phan Việt Nam tài trợ. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng Việt Nam, bao gồm dãy nhà 2 tầng, 6 phòng học, một nhà bếp, một nhà để xe và các trang thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường như bàn ghế, tủ tài liệu, TV và khu vui chơi vận động dành cho học sinh. Sau gần 1 năm thi công, công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng đúng vào dịp năm học mới 2019-2020, đáp ứng nhu cầu về số lớp học và các thiết bị dạy học theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia và tiêu chí nông thôn mới của xã. Lễ khánh thành công trình trường tiểu học là một dịp khởi đầu hết sức ý nghĩa cho các em học sinh của xã Phùng Thượng, Phú Vinh, mang lại nhiều niềm vui, tương lai tốt đẹp cho các em học sinh, giúp các em có điều kiện tốt để phấn đấu và học tập tốt hơn. Cũng nhân dịp này, các nhà tài trợ đã tặng các phần quà cho 465 học sinh của trường tiểu học xã Phú Vinh. Thực hiện chỉ thị 16 ngày 20 tháng 2 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tối ngày 23 tháng 9 tại xã Nam Sơn, Ban An toàn giao thông huyện đã tổ chức diễn đàn an toàn giao thông huyện Tân Lạc cụm 5 các xã vùng cao, thu hút đông đảo cán bộ và bà con nhân dân trên địa bàn đến dự và tương tác với các đại biểu tham gia diễn đàn. Nhằm tiếp cận phương pháp truyền thông đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu, diễn đàn an toàn giao thông huyện Tân Lạc năm 2019 đã thay đổi phương pháp tổ chức bằng hình thức đối thoại trực tiếp giữa ban đại diện an toàn giao thông huyện với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và nhân dân. Ngoài ra, để tăng phần sinh động và tính giáo dục trực quan, ban tổ chức đã xây dựng các phóng sự ngắn tập trung vào các chủ đề nóng như họp chợ, lấn đường, học sinh tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện, mô tô vi phạm luật giao thông, tình hình giao thông trật tự và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Qua các phóng sự ngắn, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả để lại của tai nạn giao thông đối với gia đình, xã hội, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, văn hóa giao thông, đồng thời tiếp nhận tuyên truyền phân tích những câu hỏi do khán giả tương tác. Ngoài ra, năm xã trong vùng còn mang đến diễn đàn những tiết mục ca múa nhạc, kịch đặc sắc, góp phần làm sinh động và tăng tính hấp dẫn của diễn đàn. Diễn đàn được tổ chức nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác, giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong việc chấp hành quy định an toàn giao thông đường bộ, góp phần xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông cho mọi người dân trên địa bàn. Sau cụm 5 xã vùng cao, diễn đàn sẽ tổ chức tại cụm Phùng Thượng tại xã Phú Cường, cụm vùng Thạch Bi và vùng sâu tại xã Định Giáo và cụm dọc đường 12B tại xã Đông Lai. Ngày 19 tháng 9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị quán triệt triển khai luật phòng chống tham nhũng, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình dự và trực tiếp triển khai các nội dung. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh triển khai luật phòng chống tham nhũng, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019. Những nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các quy định pháp luật liên quan, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị. Qua hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, trưởng ban thanh tra nhân dân, kế toán các trường học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã được cập nhật các quy định của luật tố cáo, luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm, nhận diện, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác dân vận trong giải quyết các vụ việc, góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Hòa, Tân Lạc cũng như nhiều địa phương khác trong huyện gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay, diện mạo nông thôn mới của xã đã có nhiều thay đổi,
đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Với phương châm lấy sức dân để lo cho dân, Mỹ Hòa đã công khai hóa toàn bộ kế hoạch để nhân dân nghiên cứu, lựa chọn. Trên tinh thần tiêu chí nào dễ thực hiện và cấp thiết với yêu cầu của nhân dân thì ưu tiên làm trước. Đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi tạo thành sức mạnh tập thể, giúp địa phương tự tin vững bước trên con đường phát triển của mình. Xác định cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới là cái chương trình lớn, thì ngay từ đầu năm 2019 thì chúng tôi cũng đã họp và kiện toàn lại cái ban chỉ đạo của xã để phân công cho các thành viên là phụ trách các xóm để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đặc biệt là đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã họp triển khai và các cái thành viên trong ban chỉ đạo đều đã hiểu và nắm rõ được các cái mục tiêu chương trình quốc gia. Vì vậy, về công tác vận động đoàn viên, hội viên cũng nhân dân thực hiện cái mục tiêu chương trình này thì rất tốt. Nhờ cách làm linh hoạt, Mỹ Hòa đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Điển hình như phong trào hiến đất, góp công làm đường giao thông, nông thôn, được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Gia đình ông Bùi Văn Nành ở xóm Chù Bụa đã tự nguyện hiến gần 2.000 mét vuông đất, thổ cư, đất sản xuất cho cơ sở xây dựng công trình phúc lợi mà không đòi hỏi bất kỳ đồng tiền đền bù nào của nhà nước. Làm cái đường nông thôn mới này, gia đình tôi rất nhất trí. Và trong số là gia đình tôi là thôi cũng hiến đất là không nhận là nhiều. Ngoài đường lên xã thì cũng dính này. Đường trong xóm là thôn xóm là cũng nhiều này. Đường làm đi để chúng tôi đi là cũng là rất là phấn khởi rồi. Được nhà nước là quan tâm là đầu tư vào là nhất trí thôi. Đối với nhân dân xã Mỹ Hòa, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ không của riêng ai mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đảng bộ, chính quyền và nhân dân, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước mà phát huy sức mạnh nội lực để xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập cho người dân. Thực hiện theo cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Đảng, nhà nước, gia đình tôi cũng chọn hai cái mô hình làm nuôi ong này với lại trồng thanh long ruột đỏ, nó cũng rất là phù hợp với cái khí hậu đất đai với lại thêm phần phát triển kinh tế trong gia đình. Trong những năm qua, triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Hòa đã đạt 14 trên 19 tiêu chí, đó là tiêu chí về quy hoạch, điện, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, văn hóa, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí về an ninh trật tự xã hội, nhà ở, thu nhập, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, tổ chức sản xuất, hệ thống điện, đường, trường, trạm ngày một được nâng cấp, đường làng đã cơ bản bê tông hóa, trường học, cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao về chất lượng giáo dục, đã được phổ cập ở các cấp. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã thu hút được đông đảo người dân tham gia. Đến nay, toàn xã có 116 trên 932 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13%. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tiến độ về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Tiếp tục thực hiện thắng lợi các tiêu chí còn lại. Tiến hành họp để triển khai rà soát lại về cái mục tiêu hộ nghèo thì theo đánh giá của tôi thì về cái tiêu chí hộ nghèo xã Mỹ Hòa thì chắc chắn sẽ đạt, bởi vì năm nay, hiện nay là chúng tôi đã đạt là 13,5%, thì còn hơn một, chúng tôi đang phấn đấu cố gắng làm sao năm 2019 sẽ xuống dưới 10%. Đấy. Còn về cái tiêu chí về tiền cận pháp luật thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cái ban ngành, đặc biệt là về cái các cái chuyên môn của ban xã đấy, chuẩn bị đầy đủ các cái văn bản liên quan để hoàn thành nốt cái tiêu chí này. Đấy, còn các cái tiêu chí còn lại thì bên cạnh cái sự vận động của nhân dân để thực hiện các mục tiêu quốc gia thì chúng tôi cũng đề nghị là cấp trên cũng sớm kịp thời hỗ trợ các nguồn vốn để chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện được đầy đủ các cái nội dung mà theo cái mục tiêu của chúng tôi đã đề ra. Xây dựng nông thôn mới là chương trình mang tính tổng hợp trên tất cả các mặt của đời sống xã hội và là một quá trình lâu dài. Với những kế hoạch, mục tiêu cụ thể cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, tin tưởng rằng xã Mỹ Hòa Tân Lạc sẽ thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của huyện nhà.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên trang thông tin điện tử tânlạc.hòabình.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.